Nhân hàng chục lần tài khoản từ 35.000 đô lên 1 triệu đô trong 2 tháng downtrend, Ryan Nguyễn comeback. Sau 2 tháng trở lại từ cú sập của Luna, tài khoản của anh này đã tăng lên 1 triệu đô nhân 26 lần từ số vốn khởi đầu là 38.000 đô. So với những gì đã mất, theo Ryan thì 1 triệu đô chưa phải là con số lớn đối với anh ta. Nhưng việc nhân gần 30 lần tài khoản chỉ sau 2 tháng downtrend là một điều đáng ngưỡng mộ. Những đồng coin mà anh này tích trữ trong giai đoạn 2 tháng vừa qua có thể kể đến như là People hay là Optimism, đều là những dự án có sự tăng trưởng tốt trong những tháng downtrend vừa qua. Điều này chứng tỏ Ryan cực kỳ nhanh nhạy với thị trường. Đây chỉ là một trường hợp hiếm có lãi khủng trong thị trường crypto thời điểm downtrend hiện tại. Phần lớn, kể cả quỹ khủng đều đang lỗ sấp mặt, thậm chí còn phá sản như trường hợp của Three Arrow Capital. Hiện tại, thị trường đang có dấu hiệu hồi với kẻ đi đầu chính là ETH. Đây có thể sẽ là cơ hội tốt cho những anh em nào nhanh nhạy với thị trường. Đừng quên tham gia 5 phút crypto để không bỏ lỡ những kèo airdrop và những thông tin mới nhất của thị trường nha.